Thời tiết Thượng Hải hôm nay âm u, trời nhiều mây, nhiệt độ cao nhất 25 độ C, nhiệt độ thấp nhất 21 độ C. Nhìn kìa, cô gái này ăn mặc mốt thế. Taxi, taxi. Của tôi đấy, kẻ cướp kìa, bắt lấy nó. Gì vậy, bắt kẻ cướp lại. Bác Tài, đến Đinh Hương Hoa Viên. Bác Tài, tập trung lái xe đi. Sao lại chạy ra tận đó đợi em? Chỗ này sáng quá. Sao lại mặc cái áo phông này bên trong? Nhưng mặc bên ngoài liệu có ổn không? Em đã khoe trên mạng rằng em sắm cho bạn trai hiện tại một cái áo phông in hình em. Anh mà mặc vào trong kia, chẳng phải người ta sẽ nhận ra hay sao? Nhận ra thì càng tốt chứ sao, càng đỡ phải giải thích. Vậy hả? Nhanh lên nào. Lát nữa chúng mình sẽ tùy cơ ứng biến nhé. Nếu cậu ấy tự cảm nhận được là tốt nhất. Còn nếu không, mình cũng đừng nhắc đến làm gì. Anh sợ rồi à? Sao anh lại sợ chứ? Anh chỉ ngại làm cậu ấy mất mặt thôi đúng không? Lâu quá không gặp. Bận gì thế? Cậu đẹp quá, thật là xinh đẹp. Bào xoái, hạ băng đến này. Chào anh, đã lâu không gặp. Sao bỗng nhiên anh lại trở về thế? Anh rất nhớ em. Anh nóng lòng muốn được gặp em, nên anh đã bỏ cả thi cuối kỳ để bay về đây. Bạn trai em, Bào Xoái. Bọn mình cùng đến đấy. Thằng nhóc, cậu làm gì vậy? Tôi gửi mail, cậu không đọc. Gửi tin nhắn không trả lời. Trong mắt cậu còn có người anh em này nữa không? Chắc là tôi không nhận được. Không nhận được. Có bạn gái rồi à? Nếu vì cậu trọng sắc khinh bạn, tôi sẽ không tính toán nữa. Dù sao, chẳng mấy khi có người phải lòng cậu. Nào, đi thôi. Tặng tôi à? Không phải. Các cậu cũng lâu lắm không gặp rồi. Cậu càng ngày càng đẹp. Cái này tặng cậu, cái này tặng bạn gái cậu. Giữ chặt cô ta nhé. Thực ra, Bảo Xoái... Hạ băng. Anh tặng em. Hàng cao cấp đấy. Bảo Xoái thật hào phóng. Phải, thật là khác biệt. Bây giờ, em có thể tặng quà cho anh rồi chứ. Quà ư? Quà gì? Cái áo có hình chân dung của em mà em đăng trên mạng ấy. Đúng rồi, cái áo phông ấy. Vừa rồi có người ở đây bảo anh là em có bạn trai mới. Anh nói không thể có chuyện đó. Nguyên Bảo đã giúp anh trông chừng em mà. Nguyên Bảo, theo quan sát của cậu đối với Hạ Băng thì liệu cô ấy có bạn trai mới không?
Cậu cười cái gì? Thôi nào, nếu thực sự có người đó, thì bây giờ anh ta phải mặc chiếc áo đó, đứng trước mặt chúng ta mà khoe khoang chứ, đúng không nào? Đúng thế. Nhưng đâu thấy anh ta. Chiếc áo đâu? Anh nói đi. Cậu quen anh ta à? Không thân lắm. Anh ta dù sao... Anh cởi ra đi. Không hay lắm đâu. Anh có cởi không? Em làm gì vậy? Sao chiếc áo lại trên người cậu ta? Sao đáng ghét thế chứ? Vậy chia tay nhé. Em bảo Nguyên Bảo thông đồng với em à? Thế khác nào nói với mọi người rằng em và Nguyên Bảo đang trêu bọn anh? Em và Nguyên Bảo làm sao có chuyện đó được? Hạ Băng cố tình chọc giận cậu đấy. Ai bảo năm đó cậu bỏ cô ấy lại để sang anh chứ? Đúng vậy, làm gì có chuyện Hạ Băng yêu Nguyên Bảo chứ? Ai mà tin được? Sao lại không tin? Tôi kém cỏi ở chỗ nào hả? Vậy tôi xin tuyên bố, Nguyên Bảo chính là bạn trai của tôi. Chúng tôi yêu nhau đã nửa năm rồi và rất nghiêm túc. Chiếc áo phông này là tôi tặng anh ấy. Không thể nào. Anh dám chắc là em đang đùa anh thôi. Cầm giúp tôi nào. Anh biết là em đang giận anh. Nhưng nếu em biết là anh quan tâm đến em nhiều đến mức nào, chắc chắn em sẽ không giận anh nữa. Em nói rồi, em là bạn gái của Nguyên Bảo. Em không thể nhận quà của anh. Từ cái ngày anh bỏ sang anh du học, em đã quyết định chia tay với anh. Em ra đây một chút. Anh biết chắc chắn em đang rất giận. Nhưng bây giờ anh đã trở về vì em. Cho dù bạn trai em có là Nguyên Bảo, anh cũng phải giành lại em. Ở bên nhau đi. Ở bên nhau đi. Ở bên nhau đi. Được rồi, Nguyên Bảo, cậu xong nhiệm vụ rồi. Họ đã làm lành như xưa rồi. Chúng tôi đều biết cậu và Hạ Băng diễn vở kịch Người Đẹp và Quái Thú để chọc tức Bảo Soái, đúng không? Ở bên nhau đi. Cậu còn nói bậy bạ nữa là tôi đánh cậu đấy. Cậu tin không? Ở bên nhau đi. Ở bên nhau đi. Ở bên nhau đi. Tôi và Hạ Băng yêu nhau đã nửa năm. Chuyện đó là sự thật. Nửa năm nữa, cũng tức là cuối năm nay, tôi và Hạ Băng sẽ kết hôn. Đến lúc đó, chào mừng mọi người đến tham gia hôn lễ của chúng tôi. Cậu đang nói gì vậy? Tôi thực sự có nhiều điểm không xứng với Hạ Băng. Nhưng tôi vô cùng yêu cô ấy. Hạ Băng cũng rất yêu tôi. Đúng không Hạ Băng? Câu trả lời của cô ấy là khẳng định. Tôi sẽ không bao giờ rời xa cô ấy. Tôi nguyện cả đời này sẽ ở bên cô ấy, bảo vệ cô ấy. Tôi nguyện hy sinh tất cả vì cô ấy. Từ nay về sau, tôi đảm bảo đến cuối cuộc đời mình, tôi sẽ không liếc nhìn bất kỳ người con gái nào khác. Xin cảm ơn. Nguyên Bảo, cậu có biết cậu đang nói gì không? Cậu nói lại xem. Cậu ấy không nghe rõ sao? Đừng giận nữa, Bảo Soái. Cuối năm nay, tôi và Hạ Băng sẽ kết hôn. Xin cảm ơn.
Sợ chết đi được. Lúc nãy anh sợ đến nỗi suýt tè ra quần luôn. Em thấy lúc đó anh có sợ gì đâu. Anh bị ép thôi. Trọng sắc khinh bạn, bị ép buộc thôi. Đứng nói trước bao nhiêu người, em đã bao giờ thấy anh nói trước đông người thế chưa? Lại đứng trên ghế vì bị ép thôi. Dù sao cũng đã xong, phải phải. Điều gì cần nói cũng đã nói rồi, đúng đúng. Ai bảo anh là cuối năm kết hôn vậy? Anh đã nói thế à? Anh đã nói à? Đúng thật, nhưng đâu còn cách nào. Tình hình đã đến mức ấy đúng không? Lịch sử xô đẩy anh đến bước đó. Thời đại xô đẩy em đến bước đó. Em đâu chống lại được, đúng không? Lát nữa anh và nhóm bạn bè giải thích đi nhé. Được được, anh sẽ đính chính. Phải trả lại sự trong sạch cho em. Nhưng nếu anh giải thích, liệu tất cả bọn họ có cho rằng những lời anh hùng hồn nói trên ghế vừa rồi đều là giả không? Mới tuần trước, anh còn hô hào kết hôn muộn, sinh con muộn. Anh hô hào ư? Chuyện đó mỗi lúc mỗi khác chứ. Em xem, anh có đề nghị thế này. Dù sao đã nói ra như thế rồi, lời nói ra như bát nước hắt đi, không thể rút lại được. Vì vậy hay là chúng mình cuối năm kết hôn luôn đi. Anh rõ ràng có phải vì muốn kết hôn với em đâu. Thế chả lẽ anh muốn kết hôn với Bảo Soái? Anh thấy Bảo Soái trở về, anh cảm thấy có nguy cơ thôi. Anh chỉ sợ em thấy Bảo Soái trở về, cảm thấy người ta đẹp trai hơn anh, giàu có hơn anh, học vấn cao hơn anh. Lại từ anh trở về, em ham hư vinh thì sao? Em ham hư vinh ấy hả? Em điên à? Em ham hư vinh mà trả anh ta đồng hồ à? Từ anh về mà tặng đồng hồ dù đắt thì cũng là quá đáng. Nếu cậu ta tặng xe thì sao? Em không thèm. Nhà đẹp, không thèm. Biệt thự, không thèm. Em không cần gì cả. Ai bảo anh ta lúc đó bỏ mặc em ở lại? Em muốn cho anh ta thấy bây giờ có lấy cả thế giới để bù đắp thì cũng vô ích. Nói cho cùng, thực ra em đến với anh chỉ vì muốn trả thù cậu ta. Đây là một phần trong kế hoạch. Không phải kế hoạch gì cả. Đây là sự phủ nhận vĩnh viễn đối với anh ta. Em chứng minh sự vĩnh viễn này bằng cách nào? Anh về đi. Hay là cuối tuần này chúng mình đến nhà anh gặp mẹ anh nhé. Chẳng phải trước nay em không muốn gặp mẹ anh sao? Điều này đã đủ chứng minh sự vĩnh viễn chưa vậy? Việc này là quá đủ rồi, thừa đủ ấy chứ. Lẽ ra em nên gặp mẹ anh lâu rồi, mẹ anh muốn gặp em lắm. Nhưng em nói trước, đừng như kiểu mẹ chồng thẩm vấn con dâu nhé. Nếu thấy khó chịu với nhau, em sẽ bỏ đi đấy. Không đâu. Mẹ anh muốn gặp em lâu rồi. Nghe anh tả, mẹ anh thích em lắm. Mẹ anh rất tốt. Em gặp rồi sẽ thấy mẹ anh thực ra không có khuyết điểm nào cả. Vấn đề lớn nhất của bà là hay giảng đạo lý. Em gặp là sẽ biết ngay. Làm gì vậy? Anh mau về đi. Em yên tâm, sẽ không như kiểu mẹ chồng thẩm vấn con dâu đâu. Nhất định đấy. Còn nhẹ thôi. Cô giáo Phương, cái tủ quần áo to nhà cô mua ở đâu đấy? Nói vớ vẩn gì thế? Tủ quần áo nào? Bao năm không chơi đàn rồi. Vấn đề là con dâu mẹ không chơi cái tủ này. Mẹ không cần nó biết chơi.
Nhưng con chẳng bảo, con bé làm ở tạp chí sao? Vâng, danh giá không kém nhà ta quá chứ. Tâm thái bình lặng. Mẹ nói cho con hay, người như thế nào, lấy vợ như thế, con dâu là bộ mặt của cả gia đình. Phẩm giá, khí chất của một gia đình đều thể hiện ở người con dâu mà gia đình đó lấy về. Hàng xóm, đồng nghiệp không nói ra trước mặt nhưng sẽ xì xào sau lưng đấy. Đây, đây, đây. Vì vậy, mẹ tự xem đi. Ai dám xì xào nào? Bạn gái con đây à? Lát nữa cô ấy đến để rồi xem. Phòng 703, 506. Xem ai dám nói ra nói vào không? Cô ấy mà bước vào cung đình, đảm bảo sẽ là người xinh đẹp nhất. Chỉ xếp sau mỗi mẹ thôi. Trông ảnh thì đẹp lắm. Người thật đừng khác quá đấy. Không đâu. Cái máy đếm nhịp nhà mình đâu rồi? Trong phòng ngủ ạ, à? Phòng ngủ. Ừ. Nguyên Bảo, em vừa ra khỏi ga tàu điện ngầm, anh đang ở đâu? Cái gì? Mua đồ tặng ư? Em quên mất. Được rồi, em biết phải mua gì rồi. Em cúp máy nhé. Bao nhiêu đấy? 50 tệ. Sao đắt thế? Bớt một chút đi, héo cả rồi. Chỗ này thì 10 tệ hai bó. 10 tệ à? Được, vậy tôi chọn hai bó. Được. Đừng mua hoa. Đừng mua nữa. Đẹp không? Không cần mua hoa đâu. Mua hoa làm gì? Không mua nữa. Xin lỗi nhé, xin lỗi, không sao. Nhưng mà em đẹp không? Em chắc chắn muốn ăn mặc thế này à? Không được sao? Vì mẹ anh trước làm văn phòng cơ quan nhà nước nên ít nhiều bà có hơi. Em mặc thế này, em đã chọn mặc bộ đẹp nhất của em đấy. Bộ này dày dặn, không trễ ngực, không hở lưng. Đến cái này mà mẹ anh cũng không chấp nhận nổi thì chúng ta còn kết hôn cái gì? Thôi thì tùy anh đấy. Hoặc đi gặp mẹ anh thế này, hoặc là không gặp nữa. Chuyện này cũng giống như mua hoa quả ấy. Rõ ràng là kiwi tứ xuyên trồng, sao phải giả vờ là kiwi New Zealand? Để tránh sau này bị phát hiện ra thì thà bây giờ cứ gõ ra xuất xứ. Hàng thật giá thật, tùy anh đấy. Có gì mà phải nghĩ? Vừa rồi vấn đề là do anh. Anh nghĩ mẹ anh sẽ không suy xét cái đó đâu. Mẹ anh làm văn phòng nhà nước, chắc chắn bà có thể nhìn thấu hiện tượng, tìm ra bản chất. Anh suy nghĩ quá nhiều đấy thôi, thật quá đáng. Anh phải tự phê bình mới được. Đi thôi. Thế này được chưa? Ăn mặc phù hợp chưa? Quá hợp rồi. Mẹ anh có chấp nhận được không? Chắc chắn là chấp nhận. Đã theo yêu cầu của anh lại còn kén chọn, em không đi nữa. Thôi thôi, đại mỹ nhân. Anh bảo này, em cứ đi trước. Đến kia thì sẽ trái. Có một cửa hàng tiện lợi. Em đứng đợi anh ở đó, anh sẽ tới ngay. Được không? Anh đi đâu đấy? Anh sẽ quay lại ngay. Đi đi. Anh nhanh lên đấy nhé. Được. Lát nữa anh xách đồ. Nhưng cứ nói với mẹ anh là em mua nhé. Chúng mình đừng nói lộ ra. Sao? Coi thường em không mua nổi à? Tiền của anh cũng là tiền của em mà. Lại tụt xuống rồi. Thơm một cái nào. Đi nào, thở dài cái gì, em không đi nữa. Vậy thơm một cái nhé. Anh mà yêu cầu nhiều, em mặc kệ anh đấy, nghe rõ chưa? Mời em vào. Mẹ ơi. Mẹ anh không có nhà? Không đâu. Mẹ ơi. Không có nhà thật. Nhà anh rộng quá nhỉ? 220 mét. Phòng anh ở đâu? Đi thẳng là tới. Đi dép vào. Được không? Rộng hơn phòng em nhiều.
Anh còn biết chơi piano cơ à? Không, mẹ anh. Mẹ anh thường chơi, 5-6 năm chơi một lần. Đánh mấy bài kiểu Ngôi Sao Nhỏ hay Em Yêu Thiên An Môn ở Bắc Kinh ấy. Sao lại còn kiếm đâu ra bình hoa này nữa? Bình hoa chắc chắn là để cắm hoa rồi. Hoa ư? Bà không biết con trai mình bị dị ứng phấn hoa sao? Ôi mẹ tôi, em xem, vì đón con dâu mà đến mạng con trai cũng không nghĩ đến nữa sao? Anh hiểu rồi. Thực ra ý mẹ anh là nhắc nhở anh nhất định đừng cưới một cái bình hoa về nhà. Nói ai là bình hoa hả? Em bỏ chai rượu xuống, em đừng đập chai nhé. Anh nói bình hoa là có ý khen em đẹp. Thế mà là khen à? Em đây gọi là tài sắc vẹn toàn. Tài sắc vô cùng vẹn toàn. Chụp đẹp vào nhé. Em xem nào. Tài sắc vẹn toàn quá. Anh dám lừa em hả? Muốn chết à? Anh tài sắc vẹn toàn không được sao? Anh dám lừa em phải không? Mẹ. Đây là Hạ Băng ạ. Mẹ anh. Cháu chào bác. Đây là bạn gái con à? Vâng. Bình thường cháu không đeo kính à? Thỉnh thoảng cô ấy mới đeo. Mẹ đi đâu đấy? Mua chút à? Mẹ xuống dưới mua ít chút. Tô Đông Pha từng nói, bữa cơm có thể không có thịt, nhưng nhà không thể không có chút. Không thịt khiến người ta gầy, không chút khiến người thành thô tục. Vì thế nhà bác thường xuyên cắm chút. Có thường xuyên lắm đâu. Đây là Hạ Băng mua tặng mẹ. Cảm ơn cháu. Mong là bác thích ạ. Cháu ngồi đi, mời cháu ngồi, em mau ngồi đi. Cháu ngồi nhé. Em ngồi đi. Thực ra hôm nay trời không nóng như mình nghĩ. Nóng chết đi được ấy ạ. Con mặc thế này mà còn thấy nóng. Cô ấy còn sợ nóng hơn con. Có nóng đến mấy, đi ra ngoài cũng phải mặc quần. Cháu có mặc đấy chứ. Bố cháu bảo cơ thể cháu nóng, nhiều mồ hôi, phải mặc thoáng mát, để mồ hôi thấm ngược vào dễ sinh bệnh. Bố cháu là bác sĩ đông y à? Mẹ không biết chứ, bố cô ấy kiến thức rộng lắm. Bố cô ấy đọc rất nhiều sách về đông y. Cũng không uyên thâm đến thế. Hạ Băng ăn quýt cũng kỹ tính nhỉ. Thực ra cháu không kỹ tính lắm đâu ạ. Cháu chỉ không thích ăn những thứ đắng thôi. Vậy chuyển sang ăn nho đi, được không? Dạ, không cần đâu ạ. Cháu ăn quýt, ăn nho còn phiền phức hơn. Cô ấy thật hiểu chuyện. Biết nhà ta dòng dõi thư hương, nên công việc của cô ấy cũng liên quan đến sách đấy. Đúng không? Bác nghe nói cháu làm việc ở tòa soạn. Cụ thể là công việc gì vậy? Chúng cháu là tạp chí Người Đẹp, nói về làm đẹp, giảm cân, giảm trí, chuyện bên lề. Tạp chí Người Đẹp, nhưng cũng không hẳn chỉ về giải trí và tán chuyện. Nó còn đề cập các phương diện như là gia đình, cuộc sống, điều tra xã hội. Mấy chuyên mục đó hay lắm. Điều tra xã hội gì đâu, toàn là do biên tập bịa ra đấy. Nói vậy là cháu vẫn chưa phải là biên tập, cháu hiện là lễ tân. Công việc của cô ấy nhàn hơn biên tập viên hay nhân viên kinh doanh nhiều, không bận đến mức bỏ bê gia đình. Mẹ biết, lễ tân tức là làm các công việc tiếp đón. Thực ra cũng chẳng đến mức tiếp đón, chỉ là đi ra đi vào, thông báo này nọ, nhận thư từ hay chuyển phát nhanh gì đó, mà cũng chẳng phải phục vụ ai. Theo quan điểm của cháu, thì công việc của cháu là ăn mặc đẹp, thể hiện được hình tượng của công ty ngay từ phút đầu. Vậy đi làm, cháu cũng ăn mặc như thế này à? Dạ không ạ, đi làm, sếp cháu có yêu cầu về trang phục, đúng vậy. Bình thường thì cháu thích mặc thoải mái một chút, phần lớn thời gian cô ấy vẫn là một người đẹp chuyên nghiệp. Bác à, bác không thấy phiền chứ? Bác không phiền. Chỉ cần cháu không thấy lạnh là được.
có gió đấy, để anh che cho em. Bảo à, để gió vào người như vậy, con không lạnh sao? Không sao ạ, để mẹ đi lấy cho con cái áo. Để anh bảo mẹ anh lấy cho em một cái luôn nhé. Em không mặc áo hôi xì của anh, áo anh không hôi. Nếu thấy lạnh thật thì chẳng phải tắt đi là xong sao? Nóng quá, con không chịu nổi. Bật một chút đi. Thôi, tắt đi. Thực ra thì cũng không đến nỗi nóng quá. Ai thế nhỉ? Để mẹ ra mở cửa. Rốt cuộc là em muốn bật hay muốn tắt vậy? Anh không thấy mặt mẹ anh có vẻ khó chịu rồi sao? Thật là. Mẹ Nguyên Bảo, tôi đây. Cô đây à? Mẹ Nguyên Bảo, chuyện gì vậy? Mẹ Nguyên Bảo, tôi không đặt điều đâu nhé. Chị phải để ý thằng Nguyên Bảo nhà chị. Sao vậy? Đàn ông làm gì cũng phải có trách nhiệm. Tôi trông thấy nó cặp kè một con bé lố lăng thiếu đứng đắn, đến quần cũng không mặc. Nó mà đứng núi này trông núi nọ, còn Tiên Tiên nhà tôi sẽ không để mắt đến nó nữa. Cô Lý, Nguyên Bảo, nó ở nhà. Vâng. Thế cái con bé lố lăng ấy đâu rồi? Cô Lý, chúng ta có thể... Cô về ngủ trưa đi được không? Ai thiếu đứng đắn? Ai không mặc quần vậy? Không, cô ấy nói đợt trước ở khu này anh không mặc quần, sao lại em được? Cô ấy là ai? Sao vừa bước vào đã mắng chửi người khác? Cô Lý là đồng nghiệp cũ, cũng là hàng xóm lâu năm của nhà bác. Cô Lý không phải là người đặt điều đâu. Mẹ, sao tôi lại lố lăng? Cô nói rõ xem nào. Nếu không nói rõ được, cô phải xin lỗi tôi. Em lớn chừng này, bố mẹ em cũng chưa từng mắng mỏ. Sao cô ấy lại dám mắng chửi em? Cô Lý, này cô gái, lố lăng là câu chửi hả? Tôi không chửi cô, mà đang dạy cô đạo lý làm người. Cô Lý, cô phải biết lễ nghĩa liêm sỉ, không nghiêm trọng thế đâu. Cô Lý, Hạ Băng là bạn gái của cháu. Để tôi giới thiệu với cô, đây là bạn gái của Nguyên Bảo. Bạn gái ạ. Thế còn Tiên Tiên thì sao? Không có Tiên Tiên ạ. Tiên Tiên là ai? Đâu có. Tiên Tiên là ai? Mẹ Nguyên Bảo này, em nghe anh nói, anh nói rõ xem nào. Chị nghe này, tôi mặc kệ cô ta là ai, nhưng chị tìm con dâu thì phải môn đăng hộ đối. Chị tùy tiện kết thông gia chả ra gì là chị xui xẻo hết. Chị xem cái lối ăn mặc của cô ta là biết ngay bố mẹ cô ta cũng chẳng tốt đẹp gì. Bà mắng tôi đã đành, nhưng bà lại dám mắng cả bố mẹ tôi. Bà có gan thì đừng đi, tôi với bà một chọn một. Đây là chuyện xảy ra ở trong nhà chúng tôi sao? Bây giờ cô ta đã dám đánh người, sau này sẽ ăn thịt cả hai mẹ con chị đấy. Mẹ Nguyên Bảo ạ, cô tránh đi đã, cô tránh đi. Chuyện này chị phải làm rõ đấy, sao cô ta dám đánh tôi chứ? Bác ơi, cháu không cố ý. Bảo này, dù thế nào cô Lý cũng là người lớn, có lý do gì cũng không được đánh người. Mẹ, thực ra lúc nãy mẹ không thấy, mẹ nghe con nói cô ấy không... Anh xin lỗi mẹ, anh giúp em. Hạ Băng, em đừng giận nhé. Hôm nay em đến là vì mấy tháng nay anh nghĩ mọi cách cầu xin em đến nhà gặp mặt mẹ anh. Đúng đúng, không phải em đòi đến để diễn vai con dâu tương lai thảo hiền để mẹ anh thích. Anh biết giờ gặp gỡ thành ra thế này rồi, anh cảm thấy hai chúng ta còn tiếp tục được nữa không? Cái gì mà tiếp tục với không tiếp tục? Chuyện có gì to tát đâu. Hôm nay anh cũng không ngờ là cô ấy lại xông vào đối xử với em như vậy. Tại anh sắp xếp không tốt, lần sau anh nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa. Còn lần sau nữa sao? Gì vậy? Em đừng dọa anh mà. Em sao vậy? Nghĩ đến việc còn có lần sau, em đã buồn nôn rồi. Thực ra lúc ở nhà anh, gặp mẹ anh và cái bà gì đó, cô Lý, em đã cảm thấy dạ dày khó chịu, em chưa ăn đấy thôi. Giờ nghĩ lại đúng là điểm báo, anh hiểu không? Không sao. Em khó chịu thật à? Em thực sự không cố tình đâu. Em mau ngồi xuống đi. Mà lúc nãy em vẫn ăn quýt bình thường mà. Chắc do điều hòa lạnh. Hay lên nhà uống cốc nước ấm đi. Lại lên nữa. Có khi em với mẹ anh ở cái bà gì nhỉ? Cô Lý. Em bị dị ứng với mùi hormone phụ nữ tiền mãn kinh của họ. Em thấy em và anh không hợp với nhau từ trong ra ngoài luôn. Sao vậy? Anh nghĩ kỹ lại xem. Nghĩ cái gì chứ? Sao em lại buồn nôn? Lạ thật đấy. Em đã ăn gì vậy? Tiên Tiên là ai? Nói cho em biết Tiên Tiên là ai. Anh với cô ta đâu có thân.
Lúc anh còn trong bụng mẹ, hai bà cùng mang thai nên đã hứa hẹn là sẽ gả con cho nhau. Chuyện đó thì có liên quan gì đến anh đâu, đúng không? Anh được hứa hôn rồi mà còn tìm em, định mua vui chắc. Nghe lời mẹ anh đi, chịu khó nghe lời mẹ anh biết chưa? Đừng tìm em nữa, em đang bực đấy. Em mà cũng tin mấy trò đó sao? Cảm ơn, không có gì. Hôm nay ăn chay. Lý Mặc Sầu nói rồi, một tháng nữa mà vẫn không mặc nửa quần bò size 25, mình sẽ bị biến khỏi chuyên mục giảm cân. Mình thực sự nghi ngờ, liệu có ai đọc chuyên mục của các cậu mà gầy đi không? Vấn đề không phải ở chỗ ai gầy đi hay không, mà là độc giả sau khi đọc tiêu đề của bọn mình, có cảm thấy họ có thể gầy đi nhanh chóng mà không tốn tí công sức nào hay không? Alo. Anh đừng làm bậy nhé. Bỏ xuống. Đẹp tuyệt vời, em thích không? Chắc chắn em sẽ thích. Đây là viên to nhất đấy, nào cho vào hộp giúp tôi. Đây là nhẫn kim cương chứ có phải là bắp cải đâu. Anh muốn mua viên to là mua viên to. Chị ơi, tôi không mua đâu. Chị không cần gói lại, chị đừng nghe cô ấy gói lại cho tôi đi. Đương nhiên là anh biết không thể mua bắp cải ở đây chứ. Sao nào, anh mua rồi em đeo nó vào, anh mới cảm thấy yên tâm. Anh yên tâm, em mới yên tâm đúng không? Chúng ta cùng yên ổn chung sống hòa bình. Nếu em thực sự yêu người khác, dù anh có tặng em nhẫn kim cương, em cũng vẫn yêu người khác. Đến lúc đó anh còn tổn thất một chiếc nhẫn, thật phí hoài đúng không? Vật này chính là một lời hứa. Em đeo nhẫn anh tặng rồi, em còn mặt mũi đi yêu người khác sao? Em mặt dày đến thế à? Rồi anh xem em có dám không. Chị gói xong chưa? Rồi ạ. Không được mua. Anh thanh toán, anh muốn mua. Không được mua. Tiền đây. Không được mua. Em xem bạn gái người ta hiểu chuyện thế kia. Anh mua em cũng không nhận. Quẹt cả ba thẻ cho tôi. Có phải em thấy nó nhỏ quá không? Không sao, anh sẽ đổi cho em sang chiếc 2 cara. Anh xem bạn trai người ta tốt chưa kìa. 2 cara ở bên này. Lấy cho tôi cái kia, trả lại cái này. Đừng gây chuyện nữa, em muộn giờ làm rồi. Ai gây chuyện chứ, có ai kết hôn mà không đeo nhẫn kim cương? Anh quê quá, giờ ai còn quan tâm chuyện có đeo hay không? Nhẫn chỉ là hình thức thôi mà em. Kết hôn cũng chỉ là hình thức thôi, vậy đừng kết hôn nữa. Em nhìn thấy chưa, em phá hoại một đôi rồi đấy. Em định phá luôn cả đôi mình à? Phá thì phá, ai sợ chứ? Em lại điên lên hả? Anh muốn chết à? Em muộn giờ làm rồi, đừng gây chuyện nữa, em đi đây. Chào tổng biên tập, tôi là Tôn Tiểu Mỹ, nhân viên mới. Không ai nói cho cô biết, tạp chí chúng ta là tạp chí người đẹp à? Cô mặc thế này đứng ở cửa, người ta lại tưởng chúng tôi mở văn phòng môi giới bất động sản. Tạp chí người đẹp là nơi mỗi nhân viên đều phải là người đẹp. Ít ra cô cũng phải cho tôi thấy cô đang cố gắng trên con đường làm đẹp chứ. Kiếm vài bộ đồ đẹp, thời trang mà mặc, lễ tân cần nhất. Tôi nói bao nhiêu lần rồi, không được mang đồ ăn về văn phòng. Các cô coi lời tôi nói như gió thổi bên tai phải không? Tổng biên tập, là em nhờ Ngãi Thụy Đoan mang đồ ăn về giúp em đấy. Tổng biên tập, năm nay đến đúng lúc lắm. Tôi muốn nhắc lại. Nào, các cô hãy nhìn Hạ Băng. Cách ăn mặc, phục sức của Hạ Băng mới là đại diện cho phong cách tạp chí người đẹp của chúng ta. Cô ấy học vấn không cao, nhưng khí chất thiên bẩm cộng cách trang điểm phục sức của cô ấy khiến tôi ngày càng coi trọng. Lương cô ấy không cao, chỉ có ít tiền mà ngày nào cũng sáng tạo ra bao nhiêu kiểu cách mới lạ, thật không dễ dàng. Lông mi trải sợi nào ra sợi nấy. Đi Khả, cô chịu khó học hỏi đi. Lông mi của cô trải trông cứ như chân ruồi ấy. Tổng biên tập, em đã chọn 7 địa điểm cho kế hoạch du lịch năm nay, chị xem đi. Cô bảo tôi chọn 1 trong 7 à? Cô sợ chọn hay là lười vậy? Hạ Băng, lại đây. Cô sẽ phụ trách việc này. Dạ, em chưa từng làm việc này, cứ học dần. Cô đọc hết về 7 địa điểm này, sau đó chọn 2. Tôi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng, được không? Dạ được ạ. Xem người ta trả lời nhanh gọn chưa. Hạ Băng không chỉ mặc đẹp, ưu điểm lớn nhất của cô ấy là có đủ sự quyết đoán.
Biết làm thì làm, không biết làm thì học. Nghe rõ chưa? Đừng lúc nào cũng quanh co, sợ sai, sợ đắc tội với tôi. Hạ Băng, nào, vào phòng tôi một lát. Tôi có tin vui muốn báo với cô. Sau này, đừng mang đồ ăn vào văn phòng nữa, mùi lắm. Hôm nay là ngoại lệ, em chưa kịp ăn trưa, sau này sẽ không tái phạm nữa. Sao lại không ăn trưa? Em cãi nhau với bạn trai, quá mất giờ ăn trưa. Tôi chưa nghe cô nói cô có bạn trai. Cô không định cùng cậu ta kết hôn sinh con ngay đi chứ? Dạ không ạ, không đâu, vẫn còn quá sớm để nói đến chuyện đó. Không phải tôi dọa cô đâu. Cô mà kết hôn sinh con là công việc của cô. Ít nhất là việc làm ở tạp chí Người Đẹp này coi như mất. Kết hôn xong, cô sẽ không còn tâm trí và thời gian chăm sóc bản thân. Nếu sinh con nữa, thì vóc dáng thay đổi, cô sẽ mất ưu thế cạnh tranh. Nếu chuyện này xảy ra với họ thì không sao, vì họ đều là một khuôn đúc ra, muốn thay người lúc nào cũng được. Cô thì khác. Một cô gái tài mạo song toàn, ở lĩnh vực nào cũng rất khó tìm. Ngoài tôi ra, muốn tìm một người như vậy ở đây chỉ có cô thôi. Em chỉ là một nhân viên lễ tân, sao so sánh với tổng biên tập được? Cô bây giờ không thể so sánh với tôi. Nhưng 10 năm nữa vẫn có hy vọng là cô sẽ làm được bằng một nửa tôi. Em sẽ cố gắng để được bằng một phần tư của tổng biên tập ạ. Hạ Băng, tôi muốn điều cô sang bộ phận kinh doanh để học hỏi. Dù sao vị trí trợ lý giám đốc đang bỏ trống. Thật ạ? Cảm ơn tổng biên tập đã trọng dụng. Nhất định em sẽ cố gắng hết sức. Em thề sẽ không kết hôn trước tuổi 30, không sinh con trước tuổi 35. Cầm lấy đi, thử cái này. Thử cái này nữa. Đợi đã, còn cái này. Đây là cái gì ạ? Đi thôi, đi thôi. Đưa đây. Lạy tổng biên tập đi. Ở đây ai cũng phải lạy hết. Chị ấy 40 tuổi rồi mà vẫn chưa sinh con ạ. Đây là chu kỳ sinh lý của tổng biên tập. Em xem, chỗ đỉnh dốc này là thời kỳ rụng trứng của tổng biên tập mà bọn chị tính ra. Thời điểm này dễ thụ thai, nên đối với tổng biên tập đây là một tuần đầy hy vọng. Nếu em muốn xin nghỉ phép, yêu cầu thăng chức tăng lương thì phải chọn vào tuần này. Điểm đánh này là thời kỳ kinh nguyệt của tổng biên tập. Nếu chị ấy nóng này, chứng tỏ việc thụ thai thất bại. Vì vậy, đây là tuần đen tối nhất. Nếu tránh được, phải tránh chị ấy càng xa càng tốt. Vậy hôm nay là... Hôm nay... Khá tốt đấy, tâm trạng đang vui dần lên. Em cảm ơn chị nhiều. Tối nay hẹn mấy người bạn đi hát, em đi không? Tối nay em làm thêm giờ, không có thời gian. 9 giờ đi hát nhé. Hôm nay chơi trò sự quyến rũ màu đen. Cậu gọi Nguyên Bảo đi, luật chơi cũ. Ai ít quyến rũ nhất trả tiền. Đổi người yêu rồi à? Không sao, bọn tôi không vấn đề gì. Cậu đưa đến ra mắt đi. Đổi cái đầu cậu ấy. Cậu tưởng thay đồ hay sao mà nói thay là thay. Đừng ăn uống như thế con, nghẹn đấy. Cả ngày nay con chả được ăn gì. Không ăn thì con chết đói mất. Thế thì ăn từ từ thôi. Ăn nhiều thế vỡ bụng mất thôi. Mấy hôm trước có người bục dạ dày chỉ vì ăn dưa hấu không cứu kịp đấy. Bụng con lúc no lúc đói dễ bị viêm loét dạ dày lắm. Bố nghĩ con nên đi khám. Khám muộn là thành chuyện lớn đấy. Nào, để bố xem. Bố con dạo này suốt ngày nghi mình bị khối u chỗ này, khối u chỗ kia. Mẹ nghĩ chắc đầu ông ấy có khối u rồi. Hạ Băng, cho mẹ xem nào. Màu này đẹp quá, mẹ cũng muốn sơn màu này. Con mau dậy đi.
À phải rồi, cậu bạn con, Bảo Soái phải không? Cậu ấy trở về làm bác sĩ còn gì, mau đưa bố con đến khám xem ông ấy chỗ nào có khối u thì cắt u, chỗ nào có dịch thì hút dịch, để ông ấy khỏi suốt ngày lo nghĩ hão huyền. Bà khỏi nói, quả thật tôi muốn đi gặp cậu ta. Bây giờ quen bác sĩ còn tốt hơn cả quen thị trưởng ấy. Ông ấy hả, tốt nhất gả con gái cho bác sĩ đúng không? Sau đó bê máy siêu âm về nhà xem như xem tivi. Con bây giờ không thể lấy chồng, con sắp làm trợ lý giám đốc kinh doanh rồi. Con đùa, sao lại không được lấy chồng? Hôm nay con vừa từ chối một chiếc nhẫn kim cương trị giá mấy chục ngàn tệ. Mẹ nghĩ con có đùa không? Con nói cái gì? Mẹ đưa đây, nhẫn kim cương trị giá mấy chục ngàn, sao con lại từ chối? Con cứ nhận đi, rồi sau khi con lên chức trợ lý giám đốc thì bọn con hãy kết hôn. Thế là không lỡ việc gì. Mẹ mơ ước nhẫn kim cương cả đời rồi mà chẳng có ai tặng, còn con có người tặng tận nơi lại không nhận. Nhẫn kim cương có cứu được mạng sống không? Bác sĩ vẫn tốt, càng về sau càng có ích. Ông thật vớ vẩn, có tiền vẫn tốt hơn. Có tiền là mời được bác sĩ giỏi. Mua nhẫn kim cương chỉ cần có tiền là mua được. Khám bác sĩ dù có tiền vẫn phải xếp hàng. Có tiền thì tôi ra nước ngoài khám, không phải xếp hàng. Thôi ạ. Mẹ tự sơn đi. Con đi hát karaoke với bạn đi. Con đi đâu vậy? Mới sơn được một nửa mà. Đi hát không ngủ sớm càng hại dạ dày đấy. Thật là. Ông Hạ, có đẹp không?